ra giọt máu đào mà nó rất là quý. Do đó là tự nhiên mà mất quá uổng. Còn tiếp theo nó giả sử cho bạn bị thay ngoài tử cung thì một tổn thương còn lớn hơn nữa. Dạ, chính xác. Có nghĩa là nhiều khi bạn phải mổ cắt mất cái bầu trứng. Giống như hai cánh tay chặt mất cánh thì sao? Do đó là bạn nếu mà lỡ thì uống trong quá khứ thì thôi, mình đừng nhắc về quá khứ nữa. Bây giờ nếu trong tương lai tôi có lời khuyên cho bạn là bạn nên chủ động, nghĩa là chủ động. Nhớ buộc dù cảnh sát trao tàu phản nhằn hăng tế miền nhúa láng vơ. Ninh Bình biết mấy từ ưu hào. Tệ quần bác cũng mong đây là một lợi ích đục áo ấu đứng ở thân ra. Anh nghe nghe từng nốt thăng trầm hơn một bạch. Thấy đổi dựng điệu cũ nên tới và gọi mời. Một chữ tiếng chuông di chúc còn ngân muôn. Bà bé thuê cao giờ cô nghe vừa xin hải tú về căn mạch sinh kia chắc chứ đừng có mạo hiểm, giống như tới đâu thì tới. Dạ, như vậy là bác Thương có chia sẻ một cái phương án để cho Thảo My có thể bắt đầu tham khảo, là chúng ta sẽ sử dụng viên thuốc tránh thai kết hợp, hay mình còn gọi một cái tên dân dã hơn, đó là... Bản thân mình phải tham gia còn vận động cả người thân, mà ba những người khác nó tạo ra một cái gì đó, tôi chuyển nó giống như cái kiểu là... Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em lôi ở trong kho ra cái con đài Sony, con này khá là độc, có tên mã là CFM 11 Mark đôi. Cách đây khoảng hơn một tiếng thì em đã có làm một cái video, không hiểu tại làm sao mà lũ YouTube nó lại chặn của em. Không, bây giờ đến cả sóng radio như có bản quyền hay sao các bác ạ? Quả này thì em đúng là bó tay bó gối với chúng nó. Đây là một cái đài mono khá là nhỏ gọn, cho phép lắp pin và dùng cả điện lưới, điện 100V. Các bác thấy là em đang dùng điện 100V. Nó có cái tay quai xách rất tiện lợi, chúng ta có thể xách đi cà phê, cà pháo này, hoặc là lắp pin vào mang đi theo người, rất gọn gàng. Nó cao chừng hơn 20, đó, rộng vào khoảng độ 16-17 và sâu vào tầm 13. Và đài nhấc nặng tay đấy ạ, đồ nhật cổ nó nặng không nhẹ đâu. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái công tắc gạt xuống dưới cùng này là nghe băng tép cassette, đây là sóng chung và đây là FM. Vừa rồi là em cũng đã có triển qua để các bác thấy là cái khả năng bắt sóng của chiếc này, nó bắt rất trong và loa là kêu to, bởi vì đây là loa toàn sải kích cỡ lên đến 12 cm, chóp mũi kim loại, viền loa là viền tẩm dầu, viền xếp tẩm dầu. Phía trước đây là có một cái e căng bằng sắt sơn màu màu xanh ghi, đây là xanh dương. Ở sườn bên tay trái là chúng ta thấy nó có lỗ cắm tai phone, lỗ cắm mic và đường cắm dây nguồn để nghe điện lưới 100V. Sườn bên tay phải là chúng ta thấy cái lấy sóng tuning và một cái chiết áp chỉnh to nhỏ cho đường mic, phục vụ cho cái phần thu âm bên phần băng cassette. Đây là dâu anten khá là dài, nó được vào khoảng
50 đến 60 cm. Đây là chiết áp chỉnh thanh trầm, đây là chiết áp volume, đây là phím bấm ở bên dàn cơ cassette. Vì nó là cassette thì do vậy là em sẽ test thử một đoạn coi nó còn quay hay không. Vẫn hát các bác ạ, bằng cassette vẫn quay. Như vậy là con này là chạy full. Giờ em sẽ thử ghi thử một đoạn coi nó có ghi được hay không. Khi muốn ghi thì chúng ta ấn hai nút này. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Như vậy là ghi tốt các bác ạ. Chúng ta quay ra phía sau để coi. Đây là cái nắp hộc chứa pin và nó sử dụng 6 quả pin đại. 6 quả. Để các bác nhìn thấy những cái cọc âm nó vẫn còn sáng trưng, chứng tỏ là đời chủ trước là nó hoàn toàn nó không lắp pin vào đây. Nếu mà nó có lắp pin vào đây là sẽ xảy ra hiện tượng oxy hóa những cái cọc này. Đây là thông số nó ghi phía sau này, cũng hơi khó đọc. AC 100V 10W, đài mà 10W là đài công suất ác đấy. Chín V, đài 9V, chắc chắn là made in Japan rồi. Những cái con đài cổ kiểu này thì làm gì có Taiwan, China gì, không có. Cái model CFM 11 mắc đôi này ở Việt Nam rất hiếm. Em thấy ở trên kênh YouTube của một vài thằng Thái Lan thấy đã có một cái phiên bản màu đỏ giống y chang. Còn các shop ở Việt Nam em chưa thấy shop nào có con này. Thực ra thì nó tồn ở trong kho của em cũng khá lâu rồi. Ngày hôm nay thì em quyết định lôi nó ra bán để gọi là bán xả cho các bác. Những bác nào yêu đài thì hốt nó về. Trước đây em nhập vào là 1.3 triệu. Và ngày hôm nay em xả cũng đúng giá 1.3 triệu. Bác nào mà có tình yêu với đài thì liên hệ trực tiếp với em để chốt. Và em cũng xin nói luôn là miễn mặc cả. Nếu như mà có ý muốn mặc cả thì đừng gọi cho em làm gì, phí công vô ích. Những cái thứ này nói thật với các bác là buôn cho nó vui thôi, còn không được thỉnh thoảng nhiều đến lợi nhuận đâu. Lợi nhuận phải tính những cái món khác, đây nó chỉ là một cái món đồ chơi có một cái giá trị không lớn, nhưng mà cái tính hữu dụng nó còn rất cao. Nhất là những bác yêu làn sóng radio của Đài Tiếng Nói Việt Nam, là những cái người bạn trung thành của sóng radio, thì cái chiếc Sony CFM 11 Mark đôi này là một cái lựa chọn không tồi. Tiếng nó rất hay đấy ạ, loa kêu to, tiếng hay. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.